Chào các bạn sinh viên, chúng ta qua bài tiếp theo là thuốc chống trầm cảm. Trong nhịp sống hiện đại, ồn ào nhộn nhịp với nhiều áp lực thì bệnh trầm cảm càng xuất hiện ngày càng xuất hiện nhiều ở trên bệnh nhân. Người ta định nghĩa trầm cảm là một loại bệnh rối loạn tâm thần phổ biến, đặc trưng bởi sự buồn bã, mất đi hứng thú và khoái cảm thấy tội lỗi hoặc tự hạ thấp giá trị bản thân, bị rối loạn giấc ngủ, ăn uống, kém tập trung. Một số biểu hiện của bệnh trầm cảm ví dụ như là về cảm xúc thì cảm thấy buồn, lo lắng, mất sự hứng thú, rối loạn trọng lượng cơ thể, rối loạn giấc ngủ, cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn. Và một trong những cái hậu quả nguy hiểm nhất của bệnh trầm cảm, nếu mà không được chữa trị kịp thời, chữa trị có hiệu quả, thì bệnh nhân sẽ có ý định là tự tử. Tự tử. Nguyên nhân gây bệnh trầm cảm, người ta đặt giả thuyết theo yếu tố sinh hóa, người ta đặt giả thuyết nguyên nhân gây bệnh trầm cảm là ở những người bị mắc bệnh trầm cảm thì trong cơ thể của họ tại vị trí synapse có sự sụt giảm các axit amin dẫn truyền thần kinh, ví dụ như noradrenaline, serotonin, dopamine. Do đó hiện nay các thuốc điều trị trầm cảm chủ yếu tập trung vào giải quyết là làm tăng các amin dẫn truyền thần kinh này lên trong synapse. Ngoài ra một số nguyên nhân khác gây bệnh trầm cảm, ví dụ như xét yếu tố di truyền thì người ta nhận thấy là người ta so sánh là ở hai trẻ sinh đôi cùng trứng, một trẻ mắc bệnh thì cái nguy cơ để trẻ còn lại mắc là đến khoảng tới 70%. Nguyên nhân do cái yếu tố nhân cách của cái bệnh nhân á, thì người ta nhận thấy ở những người mà bi quan, kém tự tin, tự ti, đánh giá thấp giá trị bản thân, cái nguy cơ bị bệnh trầm cảm sẽ cao hơn những người bình thường. Nguyên nhân về yếu tố môi trường sống, ở những người mà sống trong những cái môi trường mà bị lạm dụng, bị bạo lực, ruồng bỏ thì cái nguy cơ bị trầm cảm sẽ cao hơn người thường. Nguyên tắc điều trị bệnh trầm cảm, đây là một bệnh thần kinh cần chữa trị sớm, đúng cách, cần sử dụng thuốc. Khi mà những người ví dụ như mình thấy những người hay là chính bản thân mình mà có những cái triệu chứng, những cái biểu hiện của bệnh trầm cảm thì mình nên đến khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được có liệu trình điều trị phù hợp. Khi điều trị bệnh trầm cảm thì người ta sẽ phối hợp thuốc điều trị và các liệu pháp tâm lý để tăng hiệu quả điều trị. Một cái lưu ý của khi sử dụng thuốc điều trị bệnh trầm cảm là những thuốc này chỉ phát huy hiệu quả, tức là sẽ giảm những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm sau khoảng 3 đến 6 tuần dùng thuốc liên tục. Và khi mà những cái triệu chứng đã giảm bớt nhiều rồi, cần uống thuốc liên tục trên 6 tháng. Như vậy là khi bệnh trầm cảm mình sử dụng thuốc, thời gian cũng rất là dài. Ngoài sử dụng thuốc điều trị trầm cảm thì mình cần kết hợp một số biện pháp thay đổi lối sống, ví dụ như là tập thể thao, giao lưu với mọi người xung quanh, duy trì giấc ngủ thường xuyên, giảm stress. Hiện nay một số thuốc điều trị bệnh trầm cảm chủ yếu tập trung dựa vào cái cơ chế đó là sẽ tăng các axit amin dẫn truyền thần kinh lên. Ở đây mình thấy người ta mô tả là ở đây là cái vị trí synapse nè. Ở người bình thường thì các amin dẫn truyền thần kinh này nó có một cái số nằm trong một cái số nồng độ ổn định. Đối với bệnh nhân bị bệnh trầm cảm thì các amin dẫn truyền thần kinh này sụt giảm nhiều. Khi sử dụng thuốc điều trị trầm cảm thì các amin dẫn truyền thần kinh này tại vị trí synapse nó tăng lên. Mình sẽ vào nội dung chính của bài hôm nay, đó là các thuốc điều trị trầm cảm. Phân loại thuốc điều trị trầm cảm, người ta chia làm 4 nhóm thuốc chính. Nhóm thuốc đầu tiên là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, viết tắt là TCA, với một vài thuốc ví dụ như imipramine, docepin. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin, noradrenaline, ví dụ như là venlafaxine, duloxetine,
viết tắt là SNRI. Nhóm thuốc thứ ba điều trị trầm cảm đó là nhóm thuốc ức chế chọn lọc serotonin, viết tắt là SSRI. Chúng ta có vài thuốc ví dụ như fluoxetine, sertraline, citalopram. Nhóm thuốc thứ tư là nhóm thuốc ức chế enzyme monoamine oxida, viết tắt là EMAO. Chúng ta có vài thuốc ví dụ là iproniazid, selegenin, tranexamfetamine. Ngoài ra chúng ta có một số thuốc khác được chấp thuận để điều trị trầm cảm, ví dụ như mirtazapine, bupropion. Chúng ta sẽ vào cụ thể bốn cái nhóm thuốc này. Nhóm thuốc đầu tiên là chống trầm cảm 3 vòng. Cơ chế của nhóm thuốc này thì nhóm thuốc này nó sẽ ức chế sự vận chuyển và tái hấp thu của các amin thần kinh này ở màng trước synapse của neuron thần kinh. Ví dụ các amin thần kinh là serotonin, noradrenaline hoặc là dopamine, tùy thuốc. Một vài thuốc thuộc nhóm này, ví dụ là dẫn chất dibenzoazepine và dihydrodibenzoazepine, chúng ta có imipramine, clomipramine. Dẫn chất dibenzocycloheptadien và dibenzocycloheptatrien, chúng ta có amitriptyline, cyproheptadine. Chúng ta có thể để ý tên những cách thuốc chống trầm cảm 3 vòng, cái chữ kết thúc của nó thường kết thúc bằng chữ IN ngắn ha, I ngắn N. Dẫn chất dibenzocepine và dibenzothiepine gồm có docepine và dothiepine. Dẫn chất dibenzoxazepine và benzodiazepine, chúng ta có amoxapine và propizepine. Ngoài ra chúng ta có một số dẫn chất chống trầm cảm 3 vòng mới, ví dụ như mianserin, mitapramine, amineptin. Vài tác dụng dược lý của thuốc chống trầm cảm 3 vòng ở trên hệ thần kinh trung ương đối với những người mà bị bệnh trầm cảm á, khi sử dụng thuốc từ 2 đến 3 tuần thì cái tâm trạng của bệnh nhân sẽ trở nên phấn khởi và giảm bớt những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm đi. Trên hệ thần kinh thực vật thì thuốc chống trầm cảm 3 vòng gây ra đáp ứng kháng muscarinic, gây ra một vài tác dụng phụ ví dụ khô miệng, táo bón, bí tiểu. Trên hệ tim mạch có thể gây hạ huyết áp thế đứng. Hiện nay thuốc chống trầm cảm 3 vòng đây là một trong những cái nhóm thuốc mà có rất là nhiều thuốc được sử dụng trên lâm sàng do cái hiệu quả tốt, đáp ứng tốt ở trên bệnh nhân. Nhưng mà nhóm thuốc này nó có cái nhược điểm là có nhiều tác dụng phụ, và cái tác dụng nổi bật của nó là kháng muscarinic. Mình vào vài thuốc cụ thể, ví dụ như imipramine. Thì imipramine ngoài được dùng điều trị trầm cảm còn có thể dùng để điều trị đau dầm ở trẻ em, hay là docepine. Mình qua nhóm thuốc tiếp theo được dùng điều trị trầm cảm là nhóm thuốc EMAO, ức chế enzyme monoamine oxida. Như chúng ta đã biết thì trong cơ thể các catecholamine ví dụ adrenaline, noradrenaline, dopamine sau khi gắn vào cái thụ thể alpha hoặc beta của hệ giao cảm á, thì một phần nhỏ sẽ bị chuyển hóa bởi các enzyme, trong đó có enzyme MAO. Như vậy người ta ức chế cái enzyme MAO này thì sẽ làm tăng cái nồng độ của các amin thần kinh này lên, giúp giảm triệu chứng của trầm cảm. Một vài thuốc thuộc nhóm này là iproniazid, phenenzin, selegenin, tranexamfetamine. Tác dụng dược lý của nhóm thuốc này thì nó gần tương tự với chống trầm cảm 3 vòng. Nhóm thuốc này thì nó có nhược điểm là dễ gây tương tác với rất là nhiều thuốc. Dễ gây tương tác với nhiều thuốc và có khả năng gây tương tác với thực phẩm. Đặc biệt là khi những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu tiramin á, ví dụ như là chuối hay là phô mát hay là sữa, thì sẽ tăng nguy cơ tăng huyết áp nặng. Thì tăng huyết áp nặng gây đau đầu, có tăng nguy cơ bị xuất huyết não. Cho nên với những bệnh nhân mà đang sử dụng EMAO thì mình hạn chế, mình không sử dụng cái, không ăn những thực phẩm mà giàu tiramin này.
Cụ thể chúng ta có tranexamfermin. Mình qua nhóm thuốc thứ ba được dùng điều trị trầm cảm, đó là nhóm SSRI chọn lọc serotonin. Với nhóm thuốc này chúng ta có một vài thuốc ví dụ như citalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline. Nhóm thuốc này nó có ưu điểm hơn so với thuốc chống trầm cảm bao vòng là tác dụng phụ ít hơn, an toàn hơn, không có tác dụng kháng muscarinic. Mình qua nhóm thuốc thứ tư được sử dụng điều trị chống trầm cảm, đó là nhóm thuốc SNRI, ức chế chọn lọc serotonin noradrenaline. Chúng ta có vài đại diện như là venlafaxine, duloxetine, ninazepram. Một thuốc khác được sử dụng điều trị trầm cảm đó là bupropion. Đây là nhóm thuốc có tác dụng ức chế tái hấp thu noradrenaline dopamine. Ngoài sử dụng điều trị trầm cảm còn được sử dụng để cai thuốc lá.